Adamco, bye bye. Hi, xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn thủ lĩnh của team The Undisputed Era, mẫu hình WWE Adamco Elite 71. Mô hình WWE Adamco Elite 71 gồm có mô hình Adamco, một áo, một băng bắp tay, một đai WWE NXT North American Champion và 4 bàn tay rời. Ở mặt sau của hộp thể hiện thông tin chi tiết của WWE Superstar Adam Cole. Đây các bạn. Và có thiết kế hình ảnh rất đẹp và chi tiết của WWE Superstar Adam Cole. Ngoài Adam Cole thì dòng WWE Elite 71 chúng ta còn có các mô hình sau: John Cena, Jeff Hardy, Drew McIntyre, Nikki Bella và Big Show. Tiếp theo mình sẽ khui hộp để giới thiệu chi tiết mô hình nhé. Sau khi khui hộp và trưng bày, chúng ta sẽ có mô hình Adam Cole, một áo, một băng bắp tay, một đai WWE NXT North American Champion và 4 bàn tay rời. Adam Cole là một trong những WWE Superstar rất được các fan hâm mộ yêu mến và hiện Adam Cole là thủ lĩnh của team The Undisputed Era, một team rất hùng mạnh và rất được các fan hâm mộ yêu mến, và Adam Cole là WWE Superstar First Ever WWE NXT North American Champion. Mô hình WWE Adam Cole Elite 71 được thực hiện dựa trên trang phục của Adam Cole thi đấu ở show NXT tháng 4 năm 2018. Trở lại với mô hình, trước tiên chúng ta sẽ đến với đai WWE NXT North American Champion của Adam Cole. Đây là đai WWE NXT North American Champion. Chiếc đai danh giá này Adam Cole đạt được sau khi giành chiến thắng trong trận đấu tang tranh đai WWE NXT North American Champion ở sự kiện WWE NXT Takeover New Orleans năm 2018. Và Adam Cole là WWE Superstar First Ever WWE NXT North American Champion. Các Superstar tham dự trận đấu tang gồm có Adam Cole, EC3, Killian Dane, Lars Sullivan, Ricochet và Velvet Dream. Đai được thiết kế với dây đeo màu nâu, có thiết kế các chi tiết nổi màu nâu và màu vàng rất đẹp để các bạn. Bề mặt của đai được thiết kế dạng sáng bóng và láng. Ở bề mặt giữa của đai được thiết kế hình tròn, được thiết kế với tông màu vàng, màu bạc và màu đen, được thiết kế dạng sáng bóng và láng, và có thiết kế logo WWE NXT được thiết kế với tông màu bạc và có đường viền màu đen rất chi tiết. Kèm theo đó là có thiết kế dòng chữ North American Champion được thiết kế với tông màu đen trên nền màu vàng, rất đẹp, và có thiết kế hình ảnh quả địa cầu được thiết kế với tông màu bạc, màu đen và màu vàng rất chi tiết. Phần viền phía ngoài được thiết kế dạng hoa văn được thiết kế với tông màu bạc và màu vàng, rất đẹp đây các bạn.
Ở phần bề mặt nhỏ bên phải được thiết kế hình vuông và có thiết kế bê tông màu vàng dạng sáng bóng và láng, và có thiết kế logo WWE NXT được thiết kế với tông màu bạc và có đường viền màu đen rất đẹp và chi tiết để các bạn. Và bên trái cũng được thiết kế tương tự. Đài WWE NXT North American Champion được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với 4 bài tài trợ của Adam Cole. Đây là hai bàn tay được thiết kế với đúng biểu tượng của team The Undisputed Era. Hai bàn tay được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Các bạn có thể thấy. Và hai bàn tay này chúng ta có thể gắn vào hai bàn tay hiện tại của mô hình Adam Cole. Đây là hai bàn tay được thiết kế dạng mở với biên độ hẹp để các bạn có thể thấy. Được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Hai bàn tay này chúng ta cũng có thể gắn vào hai bàn tay hiện tại của mô hình Adam Cole. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với áo của Adam Cole. Áo này chúng ta có thể cởi ra rất là dễ dàng từ phía sau đây các bạn. Đây là mẫu áo Payback của Adam Cole. Áo được thiết kế dạng sắt nách với tông màu đen. Ở mặt trước của áo chúng ta sẽ thấy có thiết kế dòng chữ Payback. Được thiết kế với tông màu trắng và có đường viền màu vàng rất đẹp để các bạn. Và có tên của WWE Superstar Adam Cole được thiết kế với tông màu vàng và có thiết kế các đùi sọc màu vàng rất chi tiết để các bạn. Áo Payback của Adam Cole được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mô hình Adam Cole. Sau khi chúng ta đã cởi áo của Adam Cole ra thì chúng ta sẽ thấy ngoại hình của Adam Cole được thiết kế rất đẹp và chi tiết ở mặt trước. Và mặt sau được thiết kế rất đẹp.
Mô hình Adam Cole được thiết kế với khuôn mặt cười tươi, thể hiện sự vui vẻ của Adam Cole. Rất đẹp, chi tiết và rất đúng biểu cảm của Adam Cole. Với mái tóc được thiết kế để dài, với tông màu nâu và chảy ngược ra phía sau, mái tóc được thiết kế rất chi tiết và đặc trưng của Adam Cole đây các bạn. Mái tóc của Adam Cole được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Kèm theo đó là thiết kế bộ râu quai nón với tông màu nâu được thiết kế rất chi tiết. Và ở phần răng của Adam Cole cũng được thiết kế rất chi tiết và đẹp. Head scan rất đẹp của Adam Cole. Trang phục của Adam Cole được thiết kế với tông màu đen làm chủ đạo. Với băng bắp tay của Adam Cole được thiết kế màu đen và có thiết kế biểu tượng của team The Undisputed Era để các bạn, được thiết kế với tông màu vàng trên nền màu đen rất chi tiết để các bạn. Băng bắp tay của Adam Cole chúng ta có thể tháo rời ra được. Và băng tay của Adam Cole được thiết kế với kiểu dáng băng tay ngắn, được thiết kế với tông màu đen để các bạn. Và ở tay bên phải của Adam Cole không có thiết kế băng tay. Hai bàn tay của Adam Cole được thiết kế với biểu tượng đặc trưng của Adam Cole đây các bạn. Và đây được thiết kế rất chi tiết. Quần của Adam Cole được thiết kế với tông màu đen. Ở mặt trước của quần chúng ta sẽ thấy có thiết kế hai ký tự AC là viết tắt của tên WWE Superstar Adam Cole, được thiết kế với tông màu trắng trên nền màu bạc và có đường viền màu đen và trắng rất chi tiết đây các bạn. Mặt sau của quần được thiết kế với tông màu đen và có thiết kế dòng chữ Bay Bay, được thiết kế với tông màu bạc và có đường viền màu trắng rất chi tiết. Kèm theo đó là có thiết kế hai đường sọc màu trắng và có thiết kế biểu tượng của team The Undisputed Era để các bạn, rất chi tiết. Quần của Adam Cole được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Băng chân của Adam Cole được thiết kế là kiểu dáng băng chân dài, được thiết kế với tông màu đen đây các bạn. Giày của Adam Cole được thiết kế với tông màu đen. Dây giày được thiết kế với tông màu đen. Phần đế giày được thiết kế với tông màu đen. Ở bên hông trái và phải của giày chúng ta sẽ thấy có thiết kế biểu tượng của team The Undisputed Era đây các bạn, được thiết kế với tông màu trắng trên nền màu đen rất chi tiết đây các bạn. Và đây, giày của Adam Cole được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Đây là mặt sau của mô hình. Trên cánh tay phải của Adam Cole chúng ta sẽ thấy có thiết kế hình xăm rất chi tiết của Adam Cole. Và hai băng cổ tay của Adam Cole được thiết kế với tông màu đen đây các bạn. Và đây, về phần khớp của mô hình, trước tiên chúng ta có khớp đầu. Khớp đầu chúng ta có thể xoay phải, xoay trái, lên xuống rất là dễ dàng. Khớp tay chúng ta có thể dang ngang. Để xuống. Để lên. Xoay. Bắp tay chúng ta có thể xoay được. Bàn tay chúng ta có thể xoay được. Khớp hông chúng ta có thể xoay được. Khớp bụng chúng ta có thể gập xuống để lên. Khớp chân chúng ta có thể dang ngang. Để xuống. Để lên phía trước. Để xuống. Xoay.
Khớp gối chúng ta có thể bẻ cong lại. Vì bàn chân của Adam Cole được thiết kế với kiểu dáng bàn chân dài nên việc co lại khớp gối sẽ bị giới hạn. Hai bàn chân dài này chúng ta có thể tháo rời ra được, và khi chúng ta đã tháo rời hai bàn chân dài này ra rồi thì việc co lại khớp gối sẽ rất dễ dàng và linh hoạt. Bàn chân chúng ta có thể xoay được và duỗi thẳng ra. Adam Cole là một trong những WWE Superstar mà mình rất yêu thích. Một mô hình rất đẹp của Adam Cole. Như vậy là mình đã giới thiệu xong về mô hình WWE Adam Cole Elite 71. Mình xin kết thúc video tại đây. Hy vọng các bạn sẽ thích video này. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.